Đây, theo con TF 180 không đề, nặng 145 kg. Ở này có đồng hồ nha, một loại không có đồng hồ, nhưng loại có đồng hồ. ZT 180. Ghê vậy? Chút tiền chứ trời. ZT 180 có đồng hồ. Chút khác đi. Chỉ có loại không có đề không có đồng hồ nha, có đề là không có đồng hồ. Tại vì đồng hồ nó có đề nằm chỗ đồng hồ mà. Đây một loại có đề là không đề đây. ZT 180 có đồng hồ đã. Đẹp thiệt. Quá nè. Quá. Đây là có đồng hồ mà con, hồ báo giờ sử dụng luôn nha, ZT 180. Có hai loại, một loại có đồng hồ, loại không có đồng hồ nha bà con. Quá đẹp luôn. Cái này lớn, 145 kg. KK nè. 18 ngựa, 2400 vòng trên phút, nhưng tích xy lanh là 944 cm khối. Quá đẹp. Alo. Đây, ZT 180 có đồng hồ đẹp mà con. Cắt kim luôn nha. Mắt kim đồng hoàng nha, nặng 145 kg. Quá đã. Bảo hành 3 năm luôn nha. IG 3 năm nè. Rồi, con nào có nhu cầu luôn nha, con 88 635 6 7. Alo.